Có, em xe của chị 100% chính hãng rồi. Xe mình thì cũng đang sử dụng cả phụ kiện chính hãng và không chính hãng. Còn mình cái có cái không? Tùy từng món là mình sẽ sử dụng được chính hãng hoặc không. Phụ nữ nên chị không am hiểu nhiều về công nghệ và chị không có thời gian để tìm hiểu về những cái món đồ công nghệ liên quan đến xe cộ. Nên chị sẽ lựa chọn chính hãng để cho yên tâm hơn. Một số phụ kiện ấy, thì ta có thể sử dụng cái phụ kiện ngoài. Tuy nhiên phần nhiều ấy, thì cần phải thay thế cái phụ kiện chính hãng để cho yên tâm. Trước thì mình cũng có dùng mấy cái hàng không chính hãng ấy, sau thời gian dùng thì nó cứ hỏng vặt, thế là mình vào hãng thay cho nó chắc. Nếu mà giá cả có chênh lệch thì mình chọn đồ chính hãng. Ôi, xe của chị mua hơn 3 năm rồi và chị thấy ok. Cho đến lúc này sử dụng xe thì mình chưa thấy có cái sự khác biệt hay là có vấn đề gì. Mình thấy mấy cái đồ chính hãng dùng thì nó ổn định hơn và nó không hay bị trục trặc giữa chừng. Mình thấy đồ chính hãng thì nó dễ tiện ích hơn, còn đồ không chính hãng thì phải tinh chỉnh nhiều. Không em ạ. Tôi thì không. Cái này chắc là không. Mình không. Hiện tại có rất nhiều lái xe hay chủ xe đều hiểu biết khá mập mờ về những phụ kiện lắp đặt trên xe. Vì thế họ rất khó khăn và lưỡng lự nên lắp những phụ kiện chính hãng nào trên xe ô tô. Vì thế hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu xem những phụ kiện chính hãng nào nên lắp trên xe ô tô của bạn. Đầu tiên và không thể thiếu đó là chính là cái màn hình hiển thị LCD trên chiếc xe ô tô. Ngoài tính năng giải trí như xem phim, nghe ca nhạc, nó còn có thể tích hợp những thiết bị phụ kiện khác trên xe như camera hành trình, camera lùi, cảm biến. Nó sẽ hỗ trợ cho những lái xe an toàn hơn trong những chuyến đi, chủ động được những tình huống trên đường. Vậy tại sao phải dùng màn hình LCD chính hãng và tác dụng của nó là gì? Đó là loại màn hình LCD được thiết kế dành riêng cho chiếc xe và cũng như model year của nó. Mọi chi tiết được thiết kế hài hòa, phù hợp với chiếc xe nguyên bản, từ rắc cắm đến kích thước của cái hộp lắp trên xe. Vì vậy mà những chức năng và những thông số kỹ thuật của xe được thực hiện đầy đủ trên màn hình LCD chính hãng. Một trong những thế mạnh của màn hình LCD chính hãng đó là lắp đặt dễ dàng, không phải cắt dây, trích dẫn mà sử dụng luôn rắc cắm có sẵn theo xe. Thực tế cho thấy rằng một trong những va quệt hay xảy ra nhất đó là khi lùi xe, đặc biệt lùi xe trên những tuyến phố đông đúc, chật chội. Các lái xe rất khó quan sát những chướng ngại vật phía sau, vì thế va chạm thường xảy ra. Trong trường hợp này, camera lùi là một trong những phụ kiện cần thiết để lắp trên chiếc xe của bạn. Mình có thể sử dụng ngay hình ảnh trên gương để quan sát được hình ảnh từ chiếc camera lùi. Trên màn hình hiển thị những vạch kẻ đo khoảng cách, giúp lái xe có thể dễ dàng xác định được khoảng cách từ xe đến vật cản phía sau. Cảm biến tiến lùi cũng là một loại phụ kiện khác hỗ trợ cho lái xe khi tham gia giao thông, đặc biệt khi tiến lùi đỗ xe trên phố. Việc đầu tư vào camera lùi hay cảm biến lùi đó là một khoản đầu tư hợp lý. Khi đó, mọi người có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ để thay thế cho những chi tiết phía sau xe hay là sơn sửa lại những khu vực bị va chạm. Bộ hỗ trợ khẩn cấp là một trong những phụ kiện hết sức thiết thực và cần thiết cho những chuyến đi dài. Nó hỗ trợ cho chủ xe xử lý những tình huống xấu ngoài mong muốn trên hành trình của mình. Một bộ hỗ trợ khẩn cấp thường gồm có những phụ kiện sau: một bộ dây câu bình, một đèn điện, một tam giác đỏ và một bộ dây tời cứu hộ. Việc sử dụng phụ kiện chính hãng theo xe nên và được khuyên dùng. Vì sao? Thứ nhất, chất lượng của sản phẩm luôn đảm bảo với đầy đủ tính năng nhất. Thứ hai, nó luôn được hoạt động ổn định, bền bỉ. Thứ ba, luôn được bảo hành bởi nhà sản xuất. Thứ tư, nguồn gốc xuất xứ luôn được ghi trên tem nhãn mác của sản phẩm. Và cuối cùng, quan trọng nhất, giá cả luôn được niêm yết rõ ràng, minh bạch.